Quyên à, sao em không nói gì hết vậy? Thôi mà đừng khóc nữa, đừng có buồn nữa. Em hãy tin anh, chỉ trong vòng một tháng thôi anh sẽ quay trở lại với em mà. Em hãy yên tâm chờ đợi anh. Anh để lại đủ tiền cho em chi dùng, đừng lo gì cả. Anh về thưa chuyện với cha mẹ xong, anh sẽ trở lại ngay. Lúc đó mình sẽ làm lễ cưới. Em làm sao vậy Quyên? Sao em lại khóc? Quyên à, em khóc hoài như vậy, anh không thể nào yên tâm mà đi được. Em hãy suy nghĩ kỹ đi, mình chỉ xa nhau có một tháng thôi mà. Phương ơi, thật tình em không hiểu, em hoàn toàn không hiểu tại sao chúng ta không thành hôn trước, rồi sau đó anh đưa em về gia đình cũng được mà. Cần gì anh phải về đó một tháng rồi quay lên? Nếu cha mẹ không bằng lòng rồi không lẽ anh chẳng cưới em sao? Lệ Quyên, hãy tin anh. Anh về nhà lo chuyện cưới xin, em chớ nên nghi ngờ mà lòng vướng thêm sầu tư. Anh muốn em trong ngày vui rỡ ràng. Lệ Quyên, cha mẹ già ngóng trông chờ tin, cầu hiếu thân sanh thành, làm tròn mới yên lòng anh. Ngày lại ngày qua ở nơi đây một mình em âu sầu u rũ. Lặng đêm thời gian mà ôm ấp chuyện thương buồn. Làm sao biết chắc buổi trùng quá, đời rất đổi vô thường. Anh đi rồi để lại đây một trời thương nhớ, anh đi là mang cả hồn em. Vắng anh rồi cuộc đời này không còn ý nghĩa, anh đừng để em mỏi mòn cô độc bơ vơ. Tuy chúng mình chưa là chồng vợ, nhưng đã trao thân thề sống chết trọn đời. Em đừng lo sợ gì cả, sẽ không bao giờ anh phụ bạc em đâu. Vì thiếu em, cuộc đời anh cũng thành vô vị mà. Nhưng không hiểu sao em vẫn lo sợ anh à. Quyên ơi, không bao giờ có cảnh nhàn nam sầu én bắc, mình sẽ mãi mãi bên nhau đón ngày nắng đẹp mây hồng. Anh là kẻ từ đỉnh cao cô độc rơi xuống biển tình suy dài đam mê. Lời ước hẹn trăm năm nguyện giữ vẹn câu thề, bóng hình em suốt đời không phai nhạt. Chẳng có trợ lực nào ngăn cách, dù biển cả non mòn vẫn một dạ thủy chung.
thành ai lại sợ vui bay. Vàng đúng tuổi của giá gì lửa đỏ. Tất cả vì em anh quyết sang bằng biển như mang trái tim yêu say đắp một lâu đài. Em tin anh, nhưng mà anh phải viết thư cho em đó nha. Dĩ nhiên rồi. Anh hãy ghi cho em địa chỉ ở đó để em viết thư cho anh ha. Được, anh sẽ cho em địa chỉ. Nhưng mà nếu không cần thiết thì em đừng viết thư cho anh. Tốt nhất là em đừng có viết, vì biết đâu khi về tới nhà anh chỉ nói vài câu hay là dặn dò đôi chút rồi anh trở vào đây ngay làm sao. Nhưng mà dầu gì anh cũng phải cho em địa chỉ chứ. Được thôi. Nè, một ngày không có anh em sẽ rất nhớ. Em sẽ không ăn, không ngủ yên được. Anh nhớ như vậy á, rồi không có nên ở mãi nơi đó. Ngày ngày em sẽ ngồi bên khung cửa chờ anh đó. Lệ Quyên, hãy chờ anh. Dù hoàn cảnh nào, anh vẫn mãi mãi yêu em. Cô tìm ai? Dạ, dạ cho tôi hỏi thăm. Đây có phải là nhà của anh Huy Phương không? Dạ phải, nhưng cậu Phương không có ở nhà. Không có ở nhà, anh ấy về đây mấy tháng rồi mà. Dạ đúng vậy, nhưng cậu ấy mới vừa ra ngoài. Cô tìm cậu Phương có việc gì không? Tôi định gặp anh ấy. Dạ, anh ấy đi từ bao giờ vậy? Sáng sớm cậu ấy đã bỏ đi. Sáng sớm mà. Vậy tôi có thể vào trong nhà đợi anh ấy. Hay là ở nhà còn ai không vậy chú? Còn, nhưng cô tên gì để tôi vào trong thư lại. Dạ, tôi tên là Lệ Quyên. Được rồi, cô đợi một chút để tôi vào cho mợ ấy hay. Mợ? Ủa, sao lại là mợ? Có lẽ là mẹ của Huy Phương. Mợ cho mời cô vào. Cô ở đây đợi, mợ sẽ ra ngay. Dạ, cảm ơn chú. Cô là Lệ Quyên à? Dạ phải. Dạ xin hỏi chị là Trúc Linh, vợ của Huy Phương. Sao? Chị là vợ của Quý Phương? Phải. Vợ của Quý Phương?
Cô Quyên à, tôi biết khá nhiều về chuyện của cô. Từ lâu rồi tôi nghe nói thật đang tiếc vô cùng khi cô cũng lầm anh ấy. Có vợ rồi mà vẫn bay bướm bê tha, hết cô này lại đến cô khác. Mà cũng đúng khi các cô đã phải lòng vì anh ấy đẹp trai và học giỏi. Cô nhìn đi, cô có thấy là tôi nào kém chi ai vậy mà anh ấy bỏ đi suốt ngày à? Nhưng mà cô à, mới chủ cũ giống là chuyện thường tình. Mấy năm dài tôi khổ biết bao nhiêu, bây giờ làm sao đây? Trời ơi, mọi thứ đã tan vỡ hết rồi, sự thật cũng vàng giết chết đời tôi. Cô Quyên à, những năm qua tôi giải quyết không biết bao nhiêu chuyện như thế này. Cô đã lặn lội đến đây tìm chồng tôi, nhưng anh ấy lại không có ở nhà. Có lẽ anh đang ở nhà một cô gái nào nữa rồi. Thật tình tôi cũng không biết giải quyết chuyện của cô ra sao nữa. Trời ơi, tại sao vậy Quy Phương ơi? Tại sao anh nỡ lừa dối em chứ? Cô Quyên à, tôi biết cô là con nhà gia giáo, không để ý gì đến chuyện tiền bạc. Nhưng mà cô đã bỏ công cực khổ đến đây, vậy cô hãy cầm số tiền mọn này mà quay về. Tôi nghĩ là cô còn trẻ, rồi cô sẽ tìm được một người chồng tốt. Coi kìa, cô hãy cầm đi, coi như là tôi chuộc lại chút lỗi lầm của chồng tôi vậy mà. Cô Quyên à, cầm đi, tiền nè cô. Không, không, tôi không cần, tôi không cần. Trời ơi, Lệ Quyên, cô Quyên à, một cô gái xinh đẹp như vậy thì làm sao Quy Phương không chết mê chết mệt được chứ? Anh lại sai nữa rồi. Anh muốn gì sao không nói thẳng ra đi, chứ anh cứ sáng đi chiều về trong trạng thái say sưa be bét. Anh cố làm ra vẻ lạnh lùng để cho tôi chán, rồi tôi tự dứt khoát với anh phải không? Anh đừng có mơ, tôi không khuất phục anh đâu, đừng có hoài công vô ích. Linh à, tôi sẵn sàng trao hết của cải này cho em, chỉ với một yêu cầu đó thôi. Yêu cầu gì? Dường như việc này tôi đã có nói với em nhiều lần rồi mà. À vậy hả? Tôi quên rồi. Hôm nay tôi muốn anh lặp lại thử coi. Em hãy ký giấy ly hôn với tôi đi. Ly hôn? À, ly hôn với anh để anh cưới Lệ Quyên phải không? Sao em biết? Anh không cần thắc mắc. Bấy lâu tôi tưởng anh muốn ly hôn vì không tìm thấy tình yêu sau nhiều năm chung sống. Hay là anh không chịu nổi khi phải lệ thuộc vào tôi? Tôi không ngờ anh vì một cô gái mà nỡ đoạn tình như vậy. Anh Quy Phương à, tôi thật không ngờ anh tệ bạc như vậy. Sau bao nhiêu năm làm vợ, tôi có lỗi gì với anh? Lỗi gì? Anh nói ra đi. Em không có lỗi gì cả, nhưng em nào có yêu tôi? Không yêu anh? Nếu không yêu anh thì tại sao tôi bằng lòng làm vợ anh chứ? Em bằng lòng làm vợ tôi là vì bản tánh cao ngạo của em. Em muốn tôi suốt đời sùng bái em làm nô lệ cho em, để đáp ơn cứu giúp sản nghiệp của cha mẹ tôi đang hồi khánh kiệt,
Và điều quan trọng nhất là nhất là tôi đã bị anh xúc phạm, bằng lòng làm vợ của anh chỉ vì sĩ diện của tôi. Ngày đó gia đình hai bên là tình thâm nghĩa trong, rồi trong một buổi liên hoan mừng sự nghiệp phát đạt lớn, cha mẹ anh ngỏ ý cưới tôi về làm dâu thảo vợ ngoan. Vậy mà giữa chỗ đông người, anh từ chối không một chút đắn đo. Dù chẳng yêu anh, nhưng tôi cũng đớn đau trong dạ, quyết trả mối nhục kia bằng một cuộc hôn nhân. Đó chỉ là một trong hai lý do, mà cái lý do thứ hai mới thật sự quan trọng, đúng không? Anh nếu đã nói thì phải nói thật lòng. Em có biết tại sao tôi từ chối kết hôn với em ở chỗ đông người như vậy không? Đúng rồi, tôi cũng muốn biết đó. Anh nói đi. Tôi cố ý từ chối em để cho em bỏ bớt đi cái tánh kiêu căng phách lối, lúc nào cũng lấy chuyện ơn nghĩa để gián tiếp ràng buộc cha mẹ tôi phải chấp nhận những điều kiện của em. Lúc đó em tưởng tôi không biết về chuyện riêng tư của em chứ gì. Em đã tưởng đưa tôi vào chồng rồi phải không? Thì ra là tôi biết rất rõ, tánh kiêu căng tự phụ của em đã hại em. Một trong những bạn trai từng bị em xúc phạm đã bày kế phá hoại đời em. Kết cục em đã có con, và gia đình em đã kín đáo mướn người nuôi dưỡng, đúng không? Lúc đó anh đã biết tận tường như vậy, sao lại bằng lòng chấp nhận cuộc hôn nhân chứ? Vì tôi thương cha mẹ tôi, tuổi đã cao mà còn phải lao tâm khổ trí chịu cuối loàn vì tương lai của con. Tuy sự nghiệp được phục hồi, nhưng vẫn còn nằm trong vòng khống chế của gia đình em. Chuyện này em biết rõ mà. Phải, giúp gầy dựng được thì khi muốn phá bỏ cũng chẳng khó khăn, mà đó cũng là chuyện thường tình thôi. Trên đời này có mấy ai tự dưng giúp đỡ người mà không kèm theo điều kiện? Nhưng bây giờ anh nhắc chuyện đó để làm gì chứ? Để cho em thấy rằng tôi là một người cũng biết đạo nghĩa ở đời. Bao nhiêu năm qua tôi đã cố gắng tạo dựng hạnh phúc gia đình, nhưng rất tiếc giữa hai chúng ta không thể nào hòa hợp được. Đó là ý nghĩ của riêng anh. Còn tôi, tháng năm dài vò vò trong tình chồng, gửi theo mây gió nhớ thương đến người chung xa. Tình yêu giờ đã dâng đầy, vẫn luôn mong ngày anh trở về đây, cùng nhau dệt gấm thiêu ba cầu trâu loan phượng suốt đời bên nhau. Từ lâu quên bao phiền buồn, vui về bên em. Nhưng ước mơ kia giờ như áng mây ra rơi vì cơn gió lốc, chỉ còn lại giá băng da màu đen tan tóc phù. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lòng chúng ta đều đã hằn sâu hờn hận, khoảng cách càng xa không thể lấp đi bằng. Biết đâu lượng đời bể dâu khôn, làm sao anh biết tôi không buồn không đau. Mình không thể sống lâu bên, cố gắng làm gì thêm khổ thêm đau. Đừng nên gây khó cho nhau, xóa tan quan hệ thôi hơn gì anh. Trời ơi, vợ chồng gì đâu mà những người xa lạ nói tiếng chia tay sao quá lạnh lùng. Tôi như loài hoa quý được đặt trong nhà cao cửa kính, thì có sợ gì gió lòng hay nắng mưa. Dễ mà khí hậu đất trời đảo biến, khắc nghiệt làm khô khéo màu sơ sát đại quân. Nếu đối với em tôi có nhiều khuyết điểm, thì còn chần chờ gì mà em không buông tha cho tôi. Trúc Linh, tôi van xin em hãy ký giấy ly dị đi. Đó là em đã làm điều phúc đức, chứ kéo dài cuộc sống như thế này chỉ làm khổ cho nhau thôi Trúc Linh à. Quý Phương, anh hạ mình giáng sinh tôi chỉ vì anh nặng tình với người ta lắm phải không? Đúng như vậy đó em. Anh xin lỗi em vì phải nói ra điều đó. Em nên hiểu, chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng được phải không? Cảm ơn em đã hiểu cho anh. Thôi được rồi, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi sẽ ký giấy ly hôn. Tôi sẽ ký giấy ly hôn. Tôi sẽ ký mà. Chừng nào? Có lâu lắm không? Làm gì anh gấp vậy? Còn tùy. Anh chờ đợi đi. Nhưng... Đừng nói nữa. Tôi chỉ nói một lời. Bây giờ thì... Tôi muốn được một mình. Được, anh sẽ không quấy rầy em nữa. Anh đi nghỉ đây. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh Phương, tại sao anh quá vô tâm tàn nhẫn? Anh chỉ biết nỗi khổ của anh, sao anh không chịu hiểu nỗi khổ của tôi? Được rồi, nếu đã vậy thì anh đừng có trách. Anh không hiểu tánh của tôi sao? Cái gì không thuộc về tôi thì nó sẽ không bao giờ thuộc về kẻ khác. Anh chờ đi, anh chờ đi. Tôi sẽ ký giấy ly hôn khi nào biết chắc cô ta đã lấy chồng. Lệ Quyên, sao cô lại về đây? Còn Quý Phương? Dì ba, mẹ con đâu hả dì ba? Mẹ con đâu? Mẹ cứu hả? Mẹ con đâu? Ngồi trên bàn thờ kia. Tại sao mẹ bỏ con?
con. Con trở về đây mong được quỳ bên gối mẹ, để được thứ tha cho nhẹ bớt lỗi lầm. Nhưng bây giờ mẹ có còn đâu, chỉ còn chân dung trên bàn thờ với khói hương nghi ngút. Mẹ ơi, mẹ trách mắng con đi. Con cần được nghe nhiều lời rầy la dạy bảo. Mẹ ơi, sao mẹ cứ lặng im nhìn con mà không nói không cười? Bà muốn cô được hạnh phúc, bà mong cậu Quý Phương yêu quý cô mãi mãi. Còn chuyện tang lễ của bà, được mấy người bạn của cô là cậu Trường với cậu Thành lo chu tất. Ruộng đất thì trước đó bà bán trả nợ hết rồi, chỉ còn lại căn nhà này dành lại cho cô. Chị ba, chị ba ơi, con không cần gì hết. Con chỉ cần có mẹ, con rất cần có mẹ con. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Không, không để như thế này được, không để như thế này được đâu. Trời ơi, định mệnh quá khắc nghiệt như vậy sao? Mẹ ơi, mẹ chờ con, mẹ chờ con, mẹ ơi, mẹ ơi. Lệ Quyên, Lệ Quyên, Lệ Quyên, Quyên ơi Quyên, em đừng làm vậy Quyên ơi. Buông tôi ra. Quyên, buông tôi ra, hãy để tình tôi chết đi. Quyên, mẹ, mẹ ơi. Bình tĩnh lại em, bình tĩnh lại Quyên. Anh Trường, anh hãy để cho em chết theo mẹ của em. Quyên ơi. Lệ Quyên, nếu cô chết thì mai kia tôi không còn nữa, ly ai mà nhăn khối cho bà. Dì ba ơi, con khổ quá dì ba ơi. Làm người mấy ai tránh khỏi khổ đau. Cô phải phấn đấu vượt qua và tạo dựng tương lai hạnh phúc, để hương hồn của mẹ cô được nhẹ nhàng nơi chính suối. Cậu Trường, dạ, cậu hãy khuyên lơn cô ấy giúp tôi nha. Dạ. Anh Trường, anh Trường ơi. Quyên, nín đi em. Dù sao thì mẹ của em cũng được mồ yên mã đẹp. Đã chu toàn tang lễ của mẹ em. Đừng bận tâm em, chúng ta là là bạn mà. Anh Trường, nhưng sao anh lại ở đây? Tôi biết thế nào rồi, em cũng trở về, nên tôi vẫn đợi. Trước khi bác mất, tôi thường đạp xe đến chở bác vào nhà thương. Bác đã biết tôi dành trọn cho em nhiều tiếng cảm, nên đã không ngại ngần bày tỏ.
thiếu tài trời, suốt một đời em ân hận không nguôi. Biết trách ai đây, trách trời cao hay tự trách ngoảnh mặt với em rồi. Em như kẻ chơi vơi ngoài biển thăm xa vời, đang dậy chết trước lượng sóng tình khắc nghiệt, đã dập dùi cánh rã đài xa. Rồi mong đẹp ước mơ chỉ còn lại khổ đau và lọc lửa gian dối, biết phải làm gì cho lắng đồng sầu tư, vì cố quên thì càng hằn sâu nỗi nhớ. Lệ Quyên, tôi không muốn khơi lại chuyện đau khổ của em, nhưng tôi không yên lòng khi chưa biết nguyên nhân nào lại ruồng rẫy em. Hãy nói cho tôi biết đi. Anh Trường ơi, Quy Phương đã có vợ ở quê nhà. Lệ Quyên, tôi biết em đang chán trường nhân thế, bởi ước mong tan hoang vì vô bể của gian sẽ giúp tâm tư em tĩnh lặng dần. Một kiếp người ai không từng nhỏ lệ, thôi thì gian khổ vui buồn mình cùng chia sẻ cho nhau. Trong lòng tôi cũng đang nổi trận phong ba bởi sự giải chết của một mối tình vừa chốn nợ. Nếu thấy rằng tôi có thể đem cho em niềm hạnh phúc thì tôi sẽ ngỏ lời xin được cầu hôn. Anh thương hại em đó phải không? Không đâu em, tâm hồn anh đã hướng về em từ lâu lắm, nhưng vì mặc cảm thân phận mình chưa có sự nghiệp trong tay nên mới chậm lời bày tỏ. Đã muộn rồi, em đâu còn xứng đáng với tình anh. Quyên, Quyên ơi, cùng một con đường tình mà mỗi người nghĩ suy và bước đi mỗi cách. Với anh thì trắng trong ở tâm tưởng và sự thủy chung mới là điều quan trọng. Anh đã suy nghĩ kỹ càng mới có lời ngỏ ý cùng em. Nhưng anh có hối hận không? Khi biết em đang mang giọt máu của Quy Phương. Khốn nạn thật! Nếu anh mà tìm được Quy Phương, anh sẽ đấm vào cái bản mặt sở khanh của nó. Đừng anh! Biết đâu anh ấy
Đến nông nỗi này mà em còn biện luận cho một con người tệ bạc như vậy à? Em xin lỗi anh. Quyền, anh sẽ không để em khổ đâu. Bây giờ em hãy cho anh giành quyền quyết định. Sự bất hạnh của em là nỗi đau khổ của anh. Anh muốn được cùng em san sẻ. Hoàn cảnh này không thể dừng lại ở đây. Anh nói vậy là sao hả anh? Tuần tới mình sẽ tổ chức lễ cưới tại nhà em. Tình cảm của anh dành cho em sâu nặng đến như vậy sao? Còn hơn thế nữa em à. Miễn sao em hạnh phúc là anh vui rồi. Nhưng anh cũng cho em xin một điều kiện. Anh đoán biết điều kiện của em rồi. Lễ cưới sẽ là tấm bình phong, còn chuyện vợ chồng giường ai nấy ngủ phải không? Anh tha lỗi cho em. Chuyện vợ chồng là cả đời người, chứ đâu phải là một ngày một buổi. Anh sẽ chờ đợi em cho đến khi nào em đồng ý. Thôi, mình về hả em? Vì trễ hẹn mà em không chờ đợi anh được hay sao? Lệ Nguyên, anh tìm em, em ở nơi nào? Bao ngày qua nhớ thương mong đời, nay về chốn xưa em bỏ đi rồi. Em về son, nhìn mây trôi lờ lững trên cao, xin nhắn dừng đến bạn tình chung. Dù muôn quân lòng tôi luôn nhớ, nhớ đến anh, biết rằng chẳng xót xa trong lòng, bởi dối vàng lọc lừa, tình ngay những lý gian để sầu cho em. Bao tháng qua mong đợi, nhưng vì đâu vắng bóng em rồi. Hồn tôi ngẩn ngơ bàng hoàng, em ơi em biết cho lòng anh hằng mong đến đây tương cùng, cùng chung đắp xây tình yêu. Ai đã gieo khổ gieo đau, thì tôi bây giờ sầu dâng lên mắt, càng xa thương nhớ nhân niềm đau. Tôi cố nén
đây biết phải làm sao tìm thấy bạn tình. Tình yêu thơ mộng làm sao, tình yêu cũng lắm khúc đau, ai đã nếm trải cầm tờ lý dị trong tay mà giọt lệ cảm hoài gửi trao về người yêu bé nhỏ. Hâm hở trở về đây để cùng em vui sum họp, nào ngờ đâu mộng ngược vỡ tan rồi. Xoài cánh tung bay trong màn đêm cô tịch, cất giọng não nùng gọi bạn tình ơi. Anh biết tìm đâu khi thuyền đã ra khơi, bỏ mặc cho bến đổ mỏi mòn chờ đợi. Dù vạn cổ thiên thu anh cũng quyết lòng hội ngộ, dù em ở chân mây hay biển thẳm xa vời. Anh ném tờ lý dị với trúc linh, như ném đời mình trôi theo dòng nước. Có còn gì nữa đâu, tình yêu mong ước anh chôn kinh đời mình trong hình bóng em. Sẽ trôi về đâu ngàn luyến thương đầm sâu, trong mắt biết say mơ bao dương dâng nên thơ, xin giữ mãi yêu thương ngàn. Mẹ nhớ đừng có quên là tìm cách tháo gỡ cái thế bí giúp con nghe mẹ. Ừ. Phải rồi. Chiếc áo kỷ niệm. Ờ, Hằng à. Dạ. Con vô con mở tủ áo, lấy cái đầm trắng của mẹ mặc thử coi. Nếu được mẹ sẽ sửa lại cho con hả? Dạ. Anh à,
ha. Con nó không có áo để mặc dự sinh nhật của bạn. Em nghĩ hết cách mà không còn cách nào khác hơn, nên em... Phải vậy thôi, chứ em để dành để làm gì? Con gái mình nay nó đã lớn khôn, nó cần có áo đẹp. Tại nó quá xui xẻo cho nên mới chui vào cái gia đình này. Con cái đẹp đẽ mà cha mẹ lại quá nghèo nàn. Anh à, sao anh lại nói như vậy? Mẹ, mẹ thấy con sao mẹ? Trời ơi, con của tôi đẹp như một con bướm trắng. Nhưng cái áo này phải sửa lại đôi chút cho hợp với bây giờ. Khỏi cần mẹ à, con thích cái kiểu này lắm rồi. Chiếc áo này đẹp quá à. Cha ơi, cha thấy con đẹp không? À, đẹp lắm đó con. Hằng à. Dạ. Con vô con thay ra đi, rồi chuẩn bị ăn cơm nghe con. Dạ. Mẹ. Mẹ tuyệt vô cùng. Cái con nhỏ này. Anh rất bất ngờ. Chiếc áo của thời tuổi mộng sinh viên mà em còn khéo giữ cho đến ngày nay. À, anh à, con nói cần mặc, bất đắc dĩ em phải làm như vậy. Hơn nữa mình giải còn đẹp lắm, bỏ thì tiếc. Nếu không phải là mình giải tốt thì cũng chưa chắc gì em dứt đi được. Anh nói như vậy là sao? Không có gì hết á. Nó là con gái của em, em muốn diện cho nó thế nào tùy em. À, có người đưa thơ cho Diễm Hằng nè. Ai đưa gì anh? Ông phát thơ đem đến hồi sáng này. Ủa, ai như Trần Thành đến kìa. À, Trần Thành, vào đây Thành ơi. Chào. À, Lễ Quyên phải không? Dạ, chào anh Thành. Chào hai bạn. Lẽ ra chiều mới tới, nhưng mà sẵn đường nên ghé lại để gây cho mọi người sự ngạc nhiên chơi vậy mà. Đến bất ngờ quá, làm mình không chuẩn bị gì kịp hết để đãi bạn cũ. Thôi đừng khách sáo mà, vào nhà uống trà nói chuyện chơi được rồi, còn gặp lại dài dài mà lo gì chuyện đó nghe không? Dạ, mời anh Thành vào nhà đi anh. Dạ, xin mời bạn dời gót vào tể xá. Trời ơi, cái bộ xấu quá. Mời ngồi, chúng ta ngồi xuống. Hằng à. Dạ. Phi à. Dạ. Ra chào bác Thành đi con. Dạ, con chào bác. Dạ, con chào bác. Chào cháu. Hai cháu ngoan quá. Diễm Hằng đây à. Nhớ lúc chia tay cô bé còn nhỏ xíu, Minh Phi thì còn bế trên tay. Nhanh thật chứ. Mới đây mà cháu Hằng đã biến thành một cô gái xinh đẹp. Không biết chị còn nhớ cái chuyện ngày xưa không? Thôi, chuyện ngày xưa nhắc lại làm gì, buồn lắm. Không, tôi muốn nhắc chuyện vui kìa. Tôi muốn nhắc cái chuyện mà tụi này ngồi ở quán mì thi ăn đó, chị nhớ không? Trời đất ơi, cái bữa đó nó vui hết biết. Tụi này chạy xe vô mánh nên kéo tới quán mì. Chỉ có tôi nè, thằng Trường nè, với thằng Quất. Có ba người thôi mà ăn một hơi 11 tô mì. Vậy đó mà tôi còn chưa chịu no, tôi còn kiếm hai tô hoành thánh nữa. Chị lúc đó chị kêu trời quá trời đất, chị la lên: trời ơi, ăn cái kiểu này coi chừng bị tội thực chết. Trời ơi, thôi đừng có ăn nữa. Trời ơi, cái lúc đó chị cũng đâu có lớn hơn Diễm Hằng bây giờ bao nhiêu đâu, phải không? Cậu còn nhớ kỹ quá à. Tôi còn nhớ rõ, lúc ấy á, chị thích bận cái áo đầm trắng. Ồ, mà không phải khen chị nha, cái lúc đó chị bận bộ đồ đầm trắng nó đẹp, trời ơi, nó dễ thương gì đâu á. Mọi người đều gọi chị là con bướm trắng, phải không? Nhưng con bướm trắng ấy giờ đã cằn cỗi và lột xác rồi. Nhưng bây giờ ở đây lại có thêm con bướm trắng nhỏ. Diễm Hằng xinh đẹp lắm, giống y như chị thở trẻ vậy đó. Thấy bọn trẻ nó mau lớn mà mình vui vui trong lòng hả chị ha.
À, anh Thành à, nghe anh Trường nói anh là họa sĩ mặt nhân phải không? Không sai chút nào. Nếu Minh Trường vẫn đeo đuổi theo cái ngành hội họa, có lẽ bây giờ anh nổi tiếng hơn tôi nhiều lắm. Trường à, cậu hãy suy nghĩ về cái chuyện mà tôi nói với cậu hồi sáng đó. Tôi muốn cậu không nên bỏ cái ngành hội họa mà ngày xưa cậu đã ôm ấp ước mơ trong nhóm bạn bè. Vậy mà nay lại đi bỏ nghề để bám theo công việc bình thường. Dù là công việc bình thường nhưng cũng đủ để nuôi con. Còn lý tưởng kia đã mòn dần theo năm tháng lùng, nên chuyện đành chôn lấp với thời gian. Cậu giỏi tính nên có công danh sự nghiệp, còn tôi cứ mãi lận đận lao đao. Đừng nản chí mà hãy cầm có vé lại, còn chuyện bạc tiền cậu chớ bận tâm. Nhưng đã lâu lắm rồi mình không mó tới cây cọ. Nè, cậu là người có khiếu, có căn bản luyện lại mấy hồi, phải không? Trời ơi cái chuyện đó. Ý chết rồi. Trời ơi sao trễ quá rồi. Thôi nè, tôi xin phép, bữa khác mình nói chuyện nhiều hơn. Nè, cậu nên suy nghĩ kỹ cái vấn đề mà tôi đề nghị cậu nghe ha. Cảm ơn cậu. Có gì mà cảm ơn. Thôi mình đi nghe. À, cậu ở đây chờ, để mình đi ra gọi xe quen đưa cậu đi ha. À, có xe quen đưa đi hả? Có. Trời ơi vậy thì tốt quá rồi. Rồi đi tôi đợi ha. Chị Nguyên, hãy nói thật cho tôi biết nha, hiện giờ cuộc sống của hai người sao vậy? Cũng đắp đổi qua ngày anh à. Cái tính của anh Trường thì anh biết rồi, sống lý tưởng và an phận, không tranh đua. Chị Nguyên, tôi muốn nói. Chuyện gì vậy anh? Chị cũng biết là chuyện gì? Sao anh lại ngập ngừng như vậy? Thì cái người đó bây giờ cũng đang ở đây nè, Quy Phương. À, có xe rồi, đang đậu ở ngoài chờ cậu đi đó. Có xe rồi hả? Thôi tôi về nghe. Chào hai bạn, khỏi tiễn. Nè cái xe cậu còn nói cậu quen phải không? Vậy có tính tiền không vậy? Lúc nào cũng đùa được. Không lẽ trái đất này lại chật hẹp như vậy sao? Em đang nghĩ gì vậy? Lê Quyên à, anh rất vui. Lê Quyên. Dạ. Em làm sao vậy? Dạ đâu có gì đâu. Anh nói đi, em nghe nè. Ý của Trần Thành như vậy đó, em nghĩ sao? Ý của anh Thành. Ý gì? Anh muốn em phải làm sao? Em chẳng có ý kiến gì cả. Hả? Sao vậy? Em không muốn anh cầm cọ vẽ trở lại à? Vẽ à? Dĩ nhiên là em hoàn toàn tán đồng chứ. Anh Thành nói đúng, dù gì anh cũng đừng để tài nghệ của mình bị mai một. Quyên, từ nãy giờ anh thấy em làm sao đâu á. Em hả? Em có gì đâu. Lâu quá mới gặp lại bạn cũ, cho nên em hơi xúc động một chút vậy mà. À phải, anh cũng vậy. Gặp lại Thành anh rất vui mừng. Từ đây về sau
Anh muốn làm gì thì tùy ý, em không có ngăn cản anh đâu. Mẹ con em đã làm anh khổ nhiều quá rồi. Em không nên nói như vậy. Anh đã chấp nhận từ bữa ban đầu, em quên rồi sao? Dạ, con đã dọn xong rồi. Mời cha mẹ. Hằng à, ở lại đây với mẹ. Anh à, anh xuống rửa mặt đi. Em nói chuyện với con một chút, rồi cái em xuống liền. À, được. Hai mẹ con cứ nói chuyện đi. Có gì anh chờ không sao đâu. Có chuyện gì vậy mẹ? Nè, có thư của con đây. Ai gửi thư cho con vậy? Dạ Con không biết. Nếu con không biết á, thì để mẹ mở ra xem nha. Bệnh tương tư không cài then khóa, để bay khắp bốn phương trời. Diễm Hằng ơi, cổ nhân nói một ngày không gặp nhau như cách ba thu, mà chúng ta không gặp nhau đã ba hôm rồi. Em thử tính xem mình đã cách mấy thu. Hằng à. Dạ. Con hãy giải thích cho mẹ biết. Như vậy là sao? Con nói thật đi. Ngày ngày con chỉ có đi học, như vậy mà tại sao lại có chuyện này xảy ra? Người viết thư này là ai? Thân thế ra sao? Quen với con hồi nào? Nói cho mẹ nghe coi. Mẹ. Nói. Mẹ à, mẹ giận con phải không? Con xin lỗi mẹ. Con biết con có lỗi. Mẹ cứ mắng con đi. Mẹ đừng có nhìn con như vậy. Con xin mẹ. Bạn trai con tên gì? Dạ, tên Nam. Nguyễn Linh Nam. Con quen với Linh Nam trong trường hợp nào? Dạ con quen trong đêm sinh nhật của bạn con. Tụi con biết nhau gần 2 tháng rồi mẹ à. Nếu mẹ đoán chẳng sai á, thì Linh Nam còn đi học phải không con? Dạ, anh ấy đã đi làm. Làm ở đâu vậy? Ở hãng dệt Thái Bình á. Thằng tỉ mỉ thiệt á. Bãi cái lá thư lòng vào nhau. Lời thư thật là cô động, chỉ viết vào đây mấy dòng chữ vàng đơn. Cũng biết pha trò với lời lẽ văn hoa. Mà còn gia đình cậu ấy ra sao? Dạ, Linh Nam hiện tại sống với người cha ruột. Chúng con mới quen nhau một ngày không gặp mặt mà như cách ba thu dời dời. Như vậy tình cảm có tiến nhanh quá không con? Dạ. Như vậy có nghĩa là lúc trước con nói với mẹ đó, ở lại trường làm bài hoặc đến nhà bạn học chung á, đều là nói dối phải không? Mà là để hò hẹn với bạn trai của con phải không? Mẹ, con... Thôi được, con hãy nói với Linh Nam. Chủ nhật tới á, mẹ mời cậu ấy đến đây dùng cơm. Mẹ, con cảm ơn mẹ, cảm ơn mẹ. Diễm Hằng à, mẹ mong muốn con của mẹ có được một tình yêu tươi sáng nên thơ và hạnh phúc. Mẹ. Thôi, xuống ăn cơm đi, kéo cha con đợi á. Dạ. Làm gì mà ngồi trầm tư quá vậy Thành? Có tâm sự buồn à? Phương à, tại sao ngày xưa cậu đã có vợ có con rồi mà lại còn quan hệ lăng nhăng, để rồi phải ly dị vợ vậy chứ hả? Tôi không biết phải giải thích thế nào cho cậu hiểu được tâm trạng của tôi. Nhưng phải công nhận là lúc tuổi còn trẻ, sự suy nghĩ thường không chín chắn. Chỉ một chút dũng suy là cả đời đau khổ. Ủa, mà sao bỗng nhiên hôm nay cậu lại nói chuyện này? À, tại vì tôi vừa chứng kiến hoàn cảnh của một người bạn cũ, cho nên có chút cảm hoài. Bạn cũ à? Phải.
gần 20 năm. 20 năm mới gặp lại người bạn cũ, lòng bỗng xót xa khi nhìn đôi mắt kia như ẩn chứa một niềm đau vô bến vô bờ. Còn gì nữa đâu mà đợi mà chờ, đã hết rồi một thời xuân mộng, làm sao tìm lại những ngày vui vẻ hồn nhiên. Cái thuở mà chúng mình lắm mộng nhiều mơ, ngày nhớ đêm mong đợi chờ người yêu dấu. Ôi nhớ làm sao cái thuở sinh viên nghèo khó, chẳng chút ưu tư dù thiên thốn trăm bề. À thì ra là vậy. Còn cậu? Riêng tôi thì không muốn nhớ đến chuyện ngày xưa cũ, vì hễ mỗi lần nhớ đến là tôi nhức buốt cả tâm tư. Nhưng theo tôi nghĩ thì nỗi đau của cậu còn quá nhỏ bé so với nỗi đau của những người bạn. Vì vậy cậu muốn chôn vùi dĩ dạng, để hết tâm trí vào việc kinh doanh. Cậu Phương ơi, chắc cậu chỉ đơn giản nghĩ rằng mỗi thứ ở trên đời giống như những cánh hoa lúc bình bồng bền trôi nổi, rồi tình cờ gặp nhau trên dòng nước ngược xuôi. Gặp rồi xa mỗi người mỗi ngã, theo thời gian rồi sẽ quên đi. Nhưng sao tránh khỏi những phút giây bồi hồi lưu luyến khi gặp lại nhau dù chỉ tình cờ. Người bạn nào mà cậu có vẻ quan tâm quá vậy? Hãy nói rõ ra xem. Tôi muốn nhắc đến một người. Có lẽ cậu còn nhớ con bướm trắng ngày xưa. Hả? Ai vậy? Dạ con. Dạ chào bác Thành. Cha lâu quá không gặp bác. Lúc này trông bác phát tướng ghê vậy đó. Ít nhất cũng lên 2 kg á. Cậu bao giờ cũng vậy, hay đốt mò. Cậu có cân tôi hồi nào đâu mà biết chứ. Cần gì phải cân, nhìn là biết ngay à. Nhưng mà bác phải cẩn thận đó nghe, hút thuốc nhiều coi chừng ung thư phổi đó. Trong khi bác và ba cháu á, hễ mỗi lần gặp nhau á là mù mịt khói à. Thôi đủ rồi, về tới là ồn lên nè. Được rồi, nghe lời cháu, bác sẽ bỏ hút thuốc luôn, được chưa? Hoan nghênh bác, đó là cháu muốn giữ gìn sức khỏe cho bác và ba con á. Nè, cháu có bạn gái chưa vậy? Nếu chưa thì để bác làm mai cho. Dạ có rồi. Ba ơi, ba, ba. Hả? Con nói cái gì? Dạ con nói là ba muốn gặp Diễm Hằng phải không? Con đã hẹn với cô ấy chút nữa sẽ đến đây á. Sẵn có dịp giới thiệu với bác Thành luôn. Bác Thành ngồi chơi nha. Con xin phép vào trong con sửa soạn. Thú thật với cậu, tôi thương nó lắm. Nó rất vui vẻ, siêng năng và trung thực. Nó vừa nói sẽ đưa ai về đây vậy? Bạn gái của nó, Diễm Hằng. Cái gì? Cậu nói lại xem. Có gì đâu mà cậu quan trọng vậy. Thằng Nam nó yêu một đứa con gái họ Dương, nghe nói là học sinh lớp 11, 12 gì đó. Nó si mê con bé đó dữ lắm. Một nữ sinh họ Dương. Trời ơi, không lẽ con bé ấy tên là Dương Diễm Hằng. Hình của con bé nó để trên đầu tủ kia kìa. Hả? Quá bất ngờ. Thành à, cậu quen với con bé đó à?
Dương Diễm Hằng là con gái của Dương Minh Trường và Lại Quyên đó, cậu biết chưa? Sao? Lệ Quyên, Lệ Quyên là vợ của Minh Trường mà. Cậu đừng có giả vờ nữa. Làm gì mà cậu không biết cái chuyện này chứ? Không, tôi không biết thật mà. Tại sao Quyên lại làm vợ của Minh Trường vậy? Lệ Quyên lấy Trường là vì cậu đó. Vì tôi? Phải. Không, không phải vì tôi. Vì cậu. Cậu Phương, còn có những chuyện mà cậu chưa biết được của ngày xa xưa. Quyên đi tìm cậu thật là gian truân. Đã tìm đến tận nhà, gặp mặt vợ cậu ôi cay đắng phủ phàng. Chuyện này tôi không nghe nói lại, đã nhiều lần tôi tìm Quyên nhưng vẫn bạc tâm. Về đến nhà Quyên toan tự giận, vì lỡ mang trong người giọt máu của Quy Phương. Trời ơi, nàng đã có thai. May nhờ Minh Trường đã tìm lời an ủi và sẵn sàng bao bọc cho che, nên đã cưới xin để tránh điều nghi. Hai người sống chung trong cảnh nghèo đạm bạc. Sự thật như vậy mà tôi nào biết được. Vậy mà từ lâu rồi anh trách hờn em, nỡ dối phủ vàng để anh phải đớn đau. Trời ơi, chính tôi đã gây ra lỗi lầm, vết thương tâm giờ lại nhức buốt tận cùng. Thảo nào khi tôi trở lại tìm Quyến thì tất cả bạn bè đều lánh xa tôi. Thế rồi thời gian trôi nhanh, cuộc đời vội vã. Lệ Quyên ơi, xa nhau bao tháng năm dài, nhưng luôn mang nỗi u hoài, rơi đầy niềm đớn đau, không quên những lời tiếng biệt ngày xưa. Và bao nhiêu nước mắt thương nhớ nhiều ghi sâu dáng ai. Tôi ôm ấp đi tìm người tình, đến nay khi tường tận nghe trong lòng khắc khoải xót xa. Tôi đã làm đời em đắng cay. Thành ơi, bây giờ tôi mới hiểu. Lệ Quyên ơi, hãy tha thứ cho anh. Quy Phương, cậu cần nên bình tĩnh. Còn cậu, sao từ lâu rồi cậu cũng không cho tôi biết? Vì tôi không muốn khơi lại niềm đau khi mọi chuyện đã an bài. Thôi, cậu vào phòng nghỉ một chút đi. Có lẽ con bé cũng sắp tới đó. Tôi về nghe. Anh Nam. Diễm Hằng, em đến thật là đúng giờ. Ngồi đi em. Bức tranh này đẹp quá. Em có nghe nói tới tên họa sĩ Mạc Nhân chưa? Mạc Nhân hả? Mạc Nhân á là... là Trần Thành phải không? Đúng rồi, tranh của ông ấy đó. Em cũng biết ổng nữa à? Dạ biết. Ổng là bạn thân của ba anh đó. Bác Thành cũng là bạn thân của cha em. Một sự tình cờ phải không anh? Chính bác ấy đã khuyên cha em phải trở lại ngành hội họa đó. Có phải Diễm Hằng đây không?
Dạ phải, con chào bác. À, bác là ba của Linh Nam. Ba ơi, ba thấy Hằng thế nào hả ba? Đẹp lắm, và cũng giống mẹ lắm. Ủa, bác có gặp mẹ con hả? Không, thì bác đoán vậy mà. Con gái nào ít nhiều gì mà không giống mẹ, giống như là một cánh sao. Ba ơi, ba có cái nhìn sao chính xác thế kia, con cũng gọi cô ấy là cánh sao đêm, vừa sáng vừa đẹp vừa ở đỉnh trên trời. Hằng à, dạ, có phải hiện nay con vẫn còn đi học và cuộc sống còn nhiều khó khăn chật vật, con hãy cho bác biết thêm nhà con có tất cả mấy người? Dạ, nhà của con hiện giờ chỉ có cha mẹ và một thằng em trai nữa. Cha con như thế nào, ông ấy có yêu thương chiều mến? Mẹ dịu dàng bao nhiêu thì cha vô cùng nóng nảy, dù sao làm cha cũng phải nghiêm khắc hơn, nhưng con cũng ít khi bị người rầy la. Vậy à, còn mẹ con? Mẹ con... Dạ, mẹ con sao à? Bác muốn hỏi cuộc sống của chúng con thế nào, có thoải mái không, có hạnh phúc không? Hãy nói thật cho bác biết coi. Dạ, cuộc sống gia đình của con khá chật vật, nhưng mà mẹ con á, là người khéo tính nên mọi thứ rồi đâu cũng vào đó à. Bác biết không, nhiều lúc cả nhà ngủ hết mà mẹ con vẫn phải thức để tính toán. Tội nghiệp mẹ lắm bác ơi, nhất là lúc gần đây gia đình con nặng nề hơn trước, vì mỗi lần cha vẽ hỏng là mẹ buồn thiếu buồn thiếu. Khi nhìn anh mắt đắm chiêu tuyệt vọng của cha già, cha xé bỏ bức tranh rồi vứt đi cỏ dài bố màu, và tụi con phải ngày ngày ăn chay ăn lạc vì bao nhiêu tiền đều dành mua dụng cụ vẽ tranh. Còn mẹ thì cắn răng chịu đựng, người chỉ ngồi yên lặng trước mặt cha. Nhưng khi cha đã bỏ đi, mẹ lại cô đơn ru mình trong tiếng nắng. Dạ, con xin lỗi, không biết tại sao mà hôm nay con nói nhiều quá. Con hãy nói tiếp đi, bác muốn được nghe mà. Dạ, nói gì nữa thưa bác? Thì chuyện của mẹ, chuyện của cha mẹ con đó. Dạ, con nghe mẹ kể, cha con ngày xưa là một sinh viên rất giỏi về mỹ thuật, nhưng phải dở dang vì người đã cưới mẹ con khi chưa tốt nghiệp ra trường. Chẳng bao lâu thì con mở mắt chào đời, rồi mấy năm sau mẹ lại sanh thêm lần nữa, gia đình nghèo lại càng nghèo nên cứ lưu lạc thân. Qua mười mấy năm cái nghèo vẫn đeo đằng bên lưng, cha càng than vãn thì mẹ càng áy náy. Mẹ nghĩ mình đã làm cho cha phiền lụy, là gánh nặng gia đình khiến cha không thể tiến thân. Bây giờ cha trở về với hội họa, mẹ là người động viên cho cha nhiều nhất. Nhưng mỗi lần cha sắp cho bức tranh vẽ hỏng vào sọt rác á, thì Minh Phi,
em của con đó dỗ chuông ra cửa à. Còn con thì tìm cách lẻn vào phòng riêng. Chỉ có mẹ. Như vậy có nghĩa là ở trong nhà vui hay buồn đều tùy thuộc vào cha con, có phải không? Dạ phải. Mẹ lúc nào cũng sợ cha buồn, nên bao nhiêu gian khó mẹ âm thầm gánh chịu. Trời ơi. Kìa ba, ba làm sao vậy ba? Trúng gió phải không? Không, không sao đâu con. Hằng. Dạ. Lại đây ngồi gần bác một chút đi con. Dạ. Hằng ơi, ba thương em lắm thấy chưa. Anh nói không có sai mà. Nam à, con cần phải biết quý trọng những gì mà con đang có nha con. Ba hãy yên tâm. Ba ơi, chiều nay con đến nhà Diễm Hằng nha ba. Nam, khi tới đó tốt nhất là đừng nói gì đến cái tên của ba nghe con. Sao vậy ba? Không cần biết, con chỉ nên nhớ lời ba dặn là được rồi. Dạ. Ba ơi, con xin phép ba đưa Hằng đi dạo quanh nhà một chút nghe ba. Đi đi con. Dạ, con xin phép. Phải đối diện cùng sự thật thôi. Mình cần phải gặp Lễ Quyên và Minh Trường. Anh mới về đó hả? Anh à, Diễm Hằng á, nó đi đón Linh Nam. Có lẽ tụi nó sắp về đến rồi đó. Anh, em thấy anh nên vô thay chiếc áo sơ mi mà em mới ủi nghe. Như vậy cũng được rồi. Nếu người ta thật tình yêu thương Diễm Hằng thì sẽ không bao giờ để ý đến điều này đâu. Cha ơi, mẹ ơi, hãy xem nè. Trời ơi, đẹp quá vậy. Ở đâu có vậy con? Dạ mua. Tiền đâu mà con mua? Thì con để dành. Không ngờ con của mẹ ngoan quá à. Nè, con lấy cái bình cắm hoa vô đi con. Dạ. Cha mẹ biết không, trời ơi, cái anh chàng Linh Nam á đẹp trai lắm. Sao con biết? Con gặp rồi chứ bộ. Con còn biết một chuyện quan trọng nữa nè. Biết chuyện gì? Chị Hằng á yêu anh Linh Nam ghê lắm. Làm sao mà con biết được? Thì chị Hằng nói. Chị ấy còn nói nha, từ ngày mà quen với anh Linh Nam đến nay á, chị thấy cuộc đời của chị đáng yêu biết chừng nào. Đó 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 đó. Hai người về tới rồi kìa. Bây giờ con phải rút lui thôi. Con đi giật banh nha mẹ. Dạ, con chào hai bác. Chào cậu. Thưa cha mẹ, đây là anh Linh Nam bạn con á. Mời cháu ngồi. Vợ chồng tôi á, có nghe nói sơ sơ về cậu. Hằng à. Dạ. Rót nước mời bạn đi con. Dạ. Mời cha mẹ. Mời anh. Cháu Nam à, nghe Diễm Hằng nói cháu rất thích văn chương, nhưng sao lại làm việc bên ngành kinh doanh vậy? Dạ, thưa hai bác, vì ba con có nhiều cổ phần ở cả công ty nên con phải giúp ba trông nom. Vì thế mà vừa tốt nghiệp xong là con phải nhảy vào. Con định giúp ba một thời gian ngắn hạn, chứ nghề giải văn thì con đã chọn. Bây giờ cậu đang ở chung với cha mẹ à? Dạ. Ba mẹ con đã ly dị lâu rồi. Sao không sống với mẹ mà theo ba vậy cậu Nam? Dạ, tại vì sau khi ly dị mẹ con bỏ đi mà không biết đi đâu nữa. Nhưng chẳng lẽ mẹ cháu cũng không cho cháu biết? Dạ, mẹ con lặng lẽ ra đi mà không có cho ai biết hết á. Cho đến bây giờ cũng không có một lá thư nữa. Ủa, sao lạ vậy? Dạ, có lẽ vì mẹ con giận ba con nhiều quá
nên giận lây luôn đến con. Vì ngày xưa, cái thuở còn là sinh viên, ba con có yêu một người con gái khác. Con nghe bà ngoại con nói lại là dường như cô gái đó có tìm đến nhà và đã gặp mẹ con. Sau đó thì... Cậu Nam, ba cậu tên gì? Dạ, Quy Phương. Con mẹ của cháu? Dạ, mẹ con tên là Trúc Linh. Trời ơi, Quang Nghiệp, Quang Nghiệp lại đeo đẳng nữa rồi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ làm sao vậy mẹ? Mẹ Quyên, ơi Quyên, em có sao không? Em có sao không Quyên? Diễm Hằng, con hãy đưa bạn con về, về ngay đi. Mẹ, sao vậy mẹ? Hằng, con hãy tiễn bạn con về ngay đi. Con nghe không? Con nghe không? Thưa bác, từ bây giờ tôi cấm cậu, tôi cấm cậu không được gặp con tôi. Cậu nghe rõ chưa? Mẹ, mẹ muốn con phải chấm dứt sự quan hệ với cậu Nam kể từ bây giờ. Con nghe rõ chưa? Mẹ, dạ, dạ con nghe. Anh Nam, em xin lỗi. Dạ, con về ngay đây. Thưa hai bác, con về. Dường như có một uẩn khúc gì đây mà cả hai chúng mình đều chưa hiểu được. Nhưng dù sao thì đây cũng là một trở ngại cho cuộc tình của anh và em rồi. Nam ơi, em đang đau vô cùng khi cách ngăn xa lìa. Trọn niềm vui thì nỗi buồn chợt đến. Trách ai đây hay bởi số kiếp đôi ta định mệnh đã bài. Những ngày qua mình hãy cố xem như một giấc mộng dài. Anh sẽ mang trong lòng nỗi sầu nhiệt biển lớn, nhớ từng buổi chiều vàng đẹp tựa dân thơ, nhớ những ngày mình dệt ước mơ gom góp chắc chiêu ôm tròn bao kỷ niệm. Có ai phụ ai đâu mà đường tình không chung bước phải xa lìa cho mộng ước vỡ tan. Càng thấy lụy từng ngày.
cánh qua lòng của sắc hương. Mỗi kẻ phương trời một chuyện thương, đường ta lặng lẽ người một phương. Mắt quen sâu thẳm hàng lệ nhỏ, ai đi tê hoài giọng tấm vào trong để mẹ ngồi đây với cha một chút. Dạ. Lệ Quyên. Anh Trường, xin hãy tha thứ cho em. Thật tình em không biết, em không biết mà. Theo anh thì nên nói sự thật cho Diễm Hằng biết và cho cha con sum họp. Không,
Không được, Diễm Hằng là con của em, mà cũng là con của anh. Chúng ta đã nuôi dưỡng nó. Đến nước này có che đậy cũng không được mà. Nhưng Quý Phương làm sao biết được Diễm Hằng là... Làm gì mà Trần Thành không thố lộ cho hắn biết chứ? Em sẽ tìm ra cách. Chỉ cần anh đừng tiết lộ. Còn chuyện giữa anh và em, Anh nói vậy là sao? Em không nghe cậu Nam nói hả? Ba mẹ cậu ấy đã ly dị từ lâu rồi. Có nghĩa là cho đến bây giờ Quy Phương vẫn sống độc thân. Lệ Quyên ơi, theo anh nghĩ là mười mấy năm qua em đã hy sinh nhiều, anh xót xa vô cùng nhìn thấy em căng khô. Bởi căn số anh cơ hàng mà chẳng tròn hạnh phúc cho đời em. Anh Trường. Và bây giờ thì em cần trở về với người xưa cũ. Bởi bao năm dài lòng em vẫn chưa quên. Cứ sao anh nỡ buồn lời, bao giờ em cũng làm ơn. Ơn anh chưa che cuộc đời, ơn anh đã hy sinh vì em. Rồi em đã tự dối lòng để đắm chìm trong hạnh phúc. Nhưng làm sao lừa dối được con tim khi đối diện tình yêu hiện thực, vì hình bóng người xưa không dễ phai nhòa. Lặng người tưởng nhớ như đang tìm kiếm một cái gì lẩn khuất quanh em. Còn với anh lúc nào cũng chỉ được em cảm ơn, mang cái nghĩa vợ chồng nhưng tâm hồn đã có ngàn khoảng cách. Hạnh phúc nào em mang đến cho anh khi bóng cô nhân chập chờn trong tâm tư. Tại sao? Tại sao em không nói là em đang nghĩ gì á? Anh Trường, em đang nghĩ là anh xem em như một gánh nặng, và anh muốn vùi tay cho sân nợ nần. Bởi tự biết mình bá hồng phận bá, và từ lâu luôn khép mình bên người chồng yêu kính mà trọn một đời em chẳng hề quên. Nếu anh không còn trìu mến thương em bởi vì dạng tôi đen của ngày xưa bừng dậy, anh cứ nói thẳng ra em sẵn sàng chấp nhận. Chớ chi chiết làm gì chỉ để khổ cho. Em không có
quyền nghĩ anh như vậy. Tại sao? Tại sao em cũng có quyền nghĩ như vậy chứ? Em có làm gì lỗi đạo với anh đâu. Quyền em, anh vụng về không biết diễn đạt tình cảm của anh. Bên cạnh đó mặc cảm và nghi ngờ khiến anh như kẻ lạnh lùng nhạt nhẽo. Nhưng Quyền ơi, anh đã nguyện dù thời gian có làm tóc anh trổ màu sương muối, dù bao gian khó cuộc đời đè nắng quăng vai, anh quyết cố sức dậy dùng tìm kiếm một tương lai để đem về cho gia đình niềm vui và hạnh phúc. Con của người ta mà anh vẫn yêu thương như con ruột, cả một thời xuân mộng đều đúc hết cho mẹ con em. Anh nào phải đâu là kẻ vô tâm khi thấy em héo gầy vì cảnh nghèo túng thiếu. Anh rất khổ đau nhưng đành bất lực, vậy em hãy tìm về bên cổ thuyền xưa. Anh không nên nghĩ quấy cho em. Em rất hiểu anh. Em thề sẽ bên anh trọn đời. Anh đừng nhắc chuyện cũ nữa, mà hãy nói đến tương lai nghe anh. Chuyện tương lai à? Cần gì phải nói phải bàn nữa. Cái số của tôi nó đen lắm. Nó đen lắm. Anh Trường, anh Trường. Trường ơi, Quyên đó phải không? Quyên của anh, con bướm trắng ngày nào, vậy mà giờ đây anh Sở Khanh, ông đến đây để làm gì? Để gặp em. Linh Nam nó chỉ cho ông tới đây phải không? Phải. Linh Nam và Trần Thành cho anh biết. Lễ Quyên, anh đến đây là muốn biết tận tường cuộc sống của em. Cảm ơn. Cảm ơn ông đã quan tâm. Ông còn gì để hỏi nữa không? Lễ Quyên, tại sao em lại nói với anh như vậy? Xin lỗi ông, tôi yêu cầu ông hãy đổi cách xưng hô. Hiện nay tôi đang có chồng, anh Minh Trường, lẽ nào ông không biết? Tôi biết là em đang oán hận tôi, có nói thế nào em cũng không tin. Thôi thì tôi chẳng nhắc chuyện ngày xưa, mà chỉ xin em một điều thôi. Sao ông muốn xin tôi mà xin chuyện gì? Xin cho Diễm Hằng và Linh Nam được yêu nhau. Cái gì? Làm gì có chuyện đó được hả ông? Lễ Quyên ơi, xin đừng vì oán hận tôi mà gây khổ đau cho con trẻ. Chúng có tội gì mà không được hạnh phúc bên nhau chứ? Lỗi lầm xưa dù em chẳng thứ tha, nhưng hiện tại em đừng để tôi trở thành người vô trách nhiệm. Quyên ơi, nửa cuộc đời em trải bao xót xa trầm lắng, thì nửa đời tôi cũng đi qua trong cay đắng muôn phần. Đời vắng em niềm vui cũng mất đi, không có được một lần. Không có em gió cũng buồn mây cũng ra, khắc khoải tháng năm dài mệt lá bước đơn côi. Kỷ niệm ngày nào còn in dấu không phai,
mà hình dáng người yêu như bóng chim tâm ca. Tôi nhặt lấy trái tim mình tơi tả, khâu giá nỗi cô đơn bằng chính nỗi đau mình. Tôi như vừa sống lại khi biết mình có một đứa con Diễm Hằng, đứa con gái hiền ngoan. Ai, ai đã cho ông biết điều đó? Trần Thành. Không, nó không phải là con của ông, mà là con của Minh Trường. Từ khi nó mở mắt chào đời đến nay, anh Trường đã lo cho nó chu toàn, thì làm sao ông là cha của nó được chứ? Tôi không dám nhận mình là cha nó, chỉ xin em cho tôi chuộc bớt lỗi lầm. Tôi sẽ lo cho con trong lặng lẽ âm thầm, và xin hứa chẳng bao giờ thô lỗ, để cho con trọn lòng yêu Kinh Trường và em. Trong mắt em tôi là kẻ sở khanh, nhưng ngược lại tôi yêu em hoàn toàn chân thật. Ngày xưa vì quá yêu tôi đành gian dối, nên không nói ra là mình đã có gia đình. Anh sử dụng ngôn ngữ khéo quá chứ. Đừng chua chát với tôi như vậy. Có nhiều lần tôi muốn thú thật với em là tôi đã có vợ nhà, một người vợ không có tình yêu. Nhưng vì quá thương em nên chẳng dám mở lời bộc bạch, sợ nói ra làm em khổ tôi đau. Và khi niềm tin yêu vươn đến đỉnh cao, thì không bao giờ tôi quên lời thề em. Cũng vì quyết định phải cưới em, nên tôi trở về quê đi làm giấy ly hôn với người vợ cũ. Trúc Linh dù chẳng yêu tôi, nhưng cũng không bằng lòng ký giấy, nên tháng lại ngày qua tôi khắc khoải mong chờ. Tôi muốn trở về với em đúng hẹn, nhưng nói làm sao đây khi trong tay chưa có giấy ly hôn. Đành ôm tuyệt vọng tìm quên trong men rượu, chờ đợi mấy tháng sau cô ấy mới thuận lòng. Khi cầm được tờ giấy ly dị, tôi vô cùng sung sướng, tức tốc trở lại với em. Nhưng khi về đến nơi thì mọi thứ đều thay đổi. Tình yêu, mộng ước, cả tương lai đều mất hết. Tôi ném tờ giấy ly dị xuống dòng sông, như ném hạnh phúc và mãn đời còn lại cho nước cuốn trôi. Lúc đó tôi đâu ngờ là mình đã có Diễm Hằng. Nếu tôi biết, Tại sao ông không kể lại đoạn tôi đến gặp Trúc Linh vợ của ông chứ? Chuyện đó thật sự tôi không biết. Ông không biết à? Tôi không tin. Tôi không tin bất cứ một điều gì ông nói nữa. Tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe chuyện ngày xưa nữa. Anh nghe rõ chưa? Lễ Quyên, anh nói chuyện hiện tại đi. Bây giờ anh muốn gì? Muốn chuộc lại lỗi lầm, muốn bù đắp cho em những thiệt thòi mất mát. Anh sẵn sàng đền bù mọi thứ cho Minh Trường. Anh ấy muốn thế nào cũng được, miễn sao em trở lại với anh. Cái gì? Trở lại với anh? Phải. Không, không có gì bù đắp được sự đau khổ nhục nhằn của người bị lừa dối, và sự hy sinh cao cả của kẻ vì yêu mà chấp nhận dị dạng tối tăm của người yêu, chấp nhận nuôi một đứa con hoang và thương yêu nó như đứa con ruột thịt.
Vậy là em không còn dành cho anh một chút tình cảm nào sao Huyên? Không, không còn. Yêu anh bao nhiêu thì tôi cũng hận anh bấy nhiêu. Huyên ơi, ngày xưa anh thèm được khóc khi nghe em bày tỏ lòng tình yêu anh trọn vẹn. Rồi bây giờ anh cũng thèm được khóc khi biết lòng em đang chất ngất hận hờn anh. Nhưng anh đâu có quyền được khóc, vì dù muốn hay không, anh đã là người có lỗi. Chỉ xin em đừng để anh trở thành người vô trách nhiệm với con anh. Lệ Quyên, anh xin em hãy chấp nhận chuyện của Diễm Hằng và Nam. Tôi không ngờ anh lại quá hồ đồ như vậy. Bây giờ anh đã biết Diễm Hằng là con rủa của anh, mà anh còn muốn cho anh em nó phạm tội loạn luân hay sao? Không, em hãy bình tĩnh nghe anh nói. Linh Nam không phải là con anh. Anh nói sao? Trước khi về với anh thì Trúc Linh đã có Linh Nam rồi. Dù vậy, nhưng tôi cũng không chấp nhận. Quyên à, em có thể hận anh, nhưng em không có quyền ngăn cách chúng. Bổn phận của tôi là phải ngăn cản chúng. Tại sao? Tại vì tôi không muốn Diễm Hằng gần anh. Nó không được trở về với anh. Vì vậy tôi không đồng ý cho nó lấy Linh Nam. Vậy nếu tôi bỏ đi xa? Đi xa? Phải, tôi sẽ giao công ty cho Linh Nam và không can thiệp vào đời tư của chúng nó. Rồi tôi sẽ đi đến một nơi nào đó để tìm lại sự yên tĩnh cho tâm hồn. Tôi sẽ hoàn toàn biến mất như sự mong đợi của em. Như vậy em hài lòng chưa? Nếu đó là lòng thật của anh thì tôi bằng lòng. Cảm ơn em. Anh cảm ơn em. Lệ Quyên, anh muốn nói. Đủ rồi, anh về đi. Xa nhau mười mấy năm trời, bây giờ mới gặp lại. Chia tay lần này biết có còn tương ngộ nữa hay chăng? Trước khi mình vĩnh viễn chia xa, anh xin trao lại cho em một băng cột tóc, chiếc mùi xoa cũ, một đóa hoa khô và một bài thơ. Những kỷ vật này nhiều năm qua anh luôn giữ bên mình. Phương, hãy tha thứ cho anh. Đã tha thứ cho anh. Còn chuyện tình xưa? Nhưng tình xưa cho dù bao năm dài.
sầu theo năm tháng buồn tên. Ôi tưởng ly đau buồn tâm hồn, nhưng còn vương mang biết bao trách nhiệm bên chồng biệt em. Vĩnh biệt chuyện tình buồn. Vĩnh biệt chuyện tình buồn. Vĩnh biệt. Kìa, anh Trường, anh Phương đến đây chỉ để... Em đừng lo lắng, anh đã nghe hết rồi. Sao? Anh đã nghe hết rồi à? Phải. Quyên ơi, gần 20 năm qua, đến giờ này anh mới thấy mình thật sự hạnh phúc. Có thật không anh? Thật. Hạnh phúc nào mà chẳng mua bằng ít nhiều đau khổ, phải không em? Và chúng ta sẽ hoàn toàn hạnh phúc khi Linh Nam với Diễm Hằng làm lễ thành hôn và thực hiện được điều mà ngày xưa anh mơ ước. Anh mơ ước gì? Anh mơ ước trở thành một họa sĩ nổi danh. Quyên ơi, đối với anh hiện giờ thì tất cả kho tàng và lợi danh trên trái đất này cũng không sao bằng cái hạnh phúc được yêu thương. Lệ Quyên, em. Anh Trường. Một chút, mẹ cô đang giận cô đó. Dì ba, chưa đi ngủ hả? Làm sao mà ngủ được? Khi
khi cô chủ nhỏ của tôi đi xem hát với bạn trai tới nửa đêm nửa hôm. Nếu tôi đi ngủ rồi ai chờ cửa? Vì sao càng ngày càng khó tính quá à? Mẹ của cô giao cô cho tôi săn sóc dưỡng nuôi từ nhỏ đến giờ, thì bổn phận của tôi là phải chú ý tới cô chứ làm sao. Được rồi, nếu cô muốn nín câm thì tôi nín. Dì ba. Thôi thôi thôi, tôi không có nói nữa. Cô muốn làm gì thì làm. Dì ba, con xin lỗi mà. Nè, mẹ cô dặn bao giờ cô về thì vào phòng cho bà nói chuyện. Cầm chắc là con sẽ bị quở mắng á. Không có sao đâu, mà chắc cũng không có chuyện gì đâu. À, nè. Dạ. Hồi chiều này á, bên nhà cậu Đức Thắng có sang đây á. Thôi đừng có nói nữa. Dì hãy nói giùm với mẹ là con ngủ rồi nghe. Khoan đi đã. Mẹ. Dì ba. Dạ. Dì có thể đi ngủ được rồi đó. Dạ. Mẹ. Lệ Quyên, từ chiều đến giờ con đi đâu vậy? À, dạ con. Con đi xem kịch. Dạo này mẹ thấy con thường lêu lổng trong chơi, đi sớm về khuya gặp bạn gặp bè. Gia đình ta nho phong nề nếp, dù có khổ nghèo nhưng không để bị khinh khi. Mẹ ơi, tại vở kịch kia rất hay, gặp bạn ruộng nên con đi theo. Quay hát rồi về chứ chưa có gì đâu. Hãy nói thật, ai đưa con về nhà? Dạ cái anh chàng sinh viên văn khoa. Con đi đứng kiểu này mẹ làm sao ăn nói với bên nhà của cậu Thắng? Theo lời giao ước á, đợi đến lúc con ra trường là gia đình bên ấy sẽ tổ chức lễ cưới ngay. Con quên là con đã có vị hôn phu rồi sao? Mẹ, vì vậy mà người ta đã theo dõi và thiêu dệt về con đủ thứ cho mẹ nghe chứ gì. Nếu họ không hài lòng thì mẹ nói họ đừng đến nhà mình nữa. Lệ Quyên, con nói chuyện nghe đơn giản quá hả? Chuyện hôn nhân của con là do sự sắp xếp trước của cha con lúc sinh thời. Gia đình chúng ta dù gì cũng danh giá nên không thể nuốt lời được. Bắt đầu từ hôm nay, mẹ không cho phép con tự do qua lại với đám bạn bè kia nữa. Nếu cãi lời, con đừng có trách mẹ. Mẹ, mẹ ơi, con cầu xin mẹ nên thương xót, cưỡng ép hôn nhân chỉ làm khổ đau đời con, chứ yêu đương niềm hạnh phúc phải đâu do bà. Đời mẹ đây đã dành cho con. Ngày xưa mẹ ơi, nếu mẹ thương thì đã không ép con phải lấy người mà con chẳng vừa lòng thuận ý. Nếu mẹ thật sự thương con thì đừng vì lời kết giao phi lý mà giết đi niềm mơ ước tuổi xuân. Con đang cần tiếng cười và nuôi cả tình yêu, hương vị ngọt ngào khiến lòng con say đắm. Mẹ, mẹ ơi, xin mẹ hãy thương con. Mẹ. Lệ Quyên ơi, mẹ rất đau lòng trước sự suy nghĩ nông cạn của con. Một con chim non chưa biết thế nào là bão giông giữa trời cao biển rộng. Trước mặt con chỉ thấy vầng hồng đang tỏa
một mình thôi. Con ơi, con ơi, ẩn náu nào vững chắc bằng tấm lòng người mẹ. Suốt cả đời dắt dìu và mở lối con đi. Con hãy gìn tròn câu công ngôn dung hạnh, kéo ân hận trọn đời khi một phút dùng xe. Lệ Quyên, con phải nghe lời mẹ. Thôi, con đi ngủ đi. Như vậy sống đi làm gì? Ngay cả quyền giao du với bạn bè cũng không cho. Sao không thở, không sống luôn giùm tôi đi, có phải không? Lẩm bẩm gì đó? Dạ, con đang đọc kinh. Kinh gì? Kinh Đạt Ma. Con cái lớn rồi khó giữ trong nhà, phải tính chuyện hôn nhân sớm hơn dự định, để lâu là không ổn. Trường nè, trời sắp lập đông mà không khí dường như se lạnh rồi đó. Tôi không thích mùa đông. Không sao vậy? Vì mùa đông á hay gợi cho người đi xa nhớ nhà. Theo tôi nghĩ cậu phải thích mùa đông mới đúng chứ. Vì mùa đông cảnh vật rất nên thơ, sẽ gợi nhiều cảm hứng cho những người thích ngành hội họa như cậu. Hay là còn nguyên do nào khác phải không? Không có. Nè, nói thật đi, có phải đó là nguyên do không? Anh nói nguyên do gì? Đây nè, nhìn thêm ngón tay tôi nè. Đó, nguyên do đó đó, phải không? Phải không? Thấy chưa? Quy Phương, Lệ Quyên. Ôi Lệ Quyên, cũng chiếc áo đầm, cũng đôi bím tóc thả dài trước ngực, con bướm dễ thương. Mình đã chậm một bước rồi. Trời, bây giờ mới biết mình chậm đó hả? Thôi đừng có buồn nữa, bây giờ chúng ta đi, đừng có nên quấy rầy họ. Trong thế giới của họ bây giờ chỉ có họ với nhau mà thôi, chứ không biết ai đâu. Kỳ cục thật. Tôi không hiểu tại sao Lệ Quyên lại chọn Quy Phương. Bởi tôi thấy anh chàng này như có mờ ám điều gì. Nhà hắn thì ở tận miền Trung diệu vời, sao không học ở quê nhà cho tiện hơn? Vì nơi đó cũng có trường đại học, hắn có vẻ nhiều tiền lắm bạc. Nhưng gia cảnh thế nào ai biết rõ đâu. Như vậy chắc chắn là có vấn đề hệ trọng. Chẳng hạn như là ở quê nhà hắn đang có vợ, muốn vào đây học để dễ bề bài bướm, tôi e ngại dùm Lệ Quyên sẽ khổ thân. Coi chừng cậu có thành kiến với Quy Phương rồi. Tôi biết cậu không ưa hắn từ buổi đầu gặp nhau. Chưa hẳn như vậy đâu, đừng vội đón mò. Hay là cậu đã nặng lòng yêu thương? Nhìn mặt của cậu là tôi biết có vấn đề rồi. Vấn đề gì? Nói lạc đề hoài. Sao lạc đề? Tôi không ưa hắn là vì thái độ của hắn kênh kiệu, thái độ của một chàng công tử bột, mà mọi chuyện cũng tại cậu hết á. Trời đất ơi, nhất là cái hôm mà cả đám đi xem kịch đó. Trời đất ơi, không, bây giờ tôi đổ thừa tôi à? Tại sao lại tại tôi chứ hả? Không có tiền mua vé xem kịch thì thôi đi, bài đặt mời coi xôm lắm, tới chừng vào cửa không có vé bị mời ra, để hắn có dịp ra tay nghĩa hiệp. Vào rạp hắn đâu có xem kịch, chuyện ngắm gái thôi. Trời trời trời, để ý dữ vậy đó sao? Như vậy là cậu cũng đâu có xem kịch, vì bận theo dõi Lệ Quyên hoa khôi phải không? Và Quy Phương hào hoa phong nhã phải không? Trời ơi, đã vậy hắn còn giàu nè, còn giàu nhất trường nữa chứ.
hắn hết thật á. Nhưng mà tôi công nhận ổng có cái hay vậy nha. Ổng rất là hiểu người và chơi sộp, quá sộp, tôi thấy sộp dữ lắm. Hắn chơi sộp là vì hắn có tiền. Có tiền thì cái gì cũng hào phóng hết. Nói gì mà cũng nói được. Nhờ hắn hào phóng cho nên mới ra tay nghĩa hiệp. Nhờ hắn ra tay nghĩa hiệp nên cậu mới phát hiện là mình đã yêu. Có đúng vậy không? Phải không? Hả? Trời ơi, thôi nói nè, đừng có buồn chi nữa. Ai biểu yêu mà không dám thố lộ làm chi rồi bây giờ than buồn. Đừng có buồn nữa nghe. Mà suy nghĩ cho cùng á, không có cái gì mà phải buồn hết. Phải không? Tại vì mình là sinh viên nghèo thì phải đi làm thêm để kiếm tiền ăn học chứ. Đừng có để chuyện yêu đương làm hỏng tương lai. Phải không? Thấy sống như tôi vậy khỏe không? Có một mình không yêu thương ai hết trơn á. Hả? Thôi, mình về ăn cơm đi. Rồi còn chạy xe nữa. Hôm nay là tới phiên cậu chạy đó. Bữa nay mình chạy không nổi. Trời ơi, thôi mà. Đừng có cãi lời tôi buồn mà. Đừng có ủy mị như vậy. Càng buồn á thì mình phải càng làm việc chứ. Vì chỉ có một phương cách duy nhất chữa đau khổ á là hoạt động. Phải không? Cậu hãy bắt chước. Con chim đậu trên cành liễu yếu, nó thấy cành cây rủ ngọn nhưng vẫn ca hát, vì nó biết rằng nó vẫn còn đôi cánh. Hay. Lệ Quyên. Anh muốn nói gì? Nói đi. Gió khá lạnh, em có thấy lạnh không? Sao run rẩy quá vậy? Sợ à? Không, em chỉ hơi lạnh chút thôi. Lệ Quyên em, em thích đi dạo trong buổi hoàng hôn từ bao giờ? Còn anh, anh thích ngồi quán mỗi chiều từ lúc nào vậy? Hình như từ lúc em đi dạo. Em thì bắt đầu từ lúc thấy anh ngồi quán á. Lệ Quyên. Anh Phương à. Anh có biết là em đã chờ đợi giây phút này từ lâu rồi không? Còn anh, anh có chờ đợi như vậy không? Có chứ. Nhưng anh sợ. Anh đã không dám. Tại sao vậy? Anh cũng không biết nữa. Em đừng có hỏi mà. Đây là thật hay mơ? Em... em đang có anh phải không? Lệ Quyên, chúng ta đang ở bên nhau đây mà. Tình đầu trao anh, em ước mơ ngày mình bên nhau. Chữ yêu đương thề không đổi dầu. Tình em chỉ như sông dài. Đã trọn đời không phai, chỉ mong định mệnh đừng làm phong ba. Bài cuộc chia phôi, dù ngàn chông gai nhưng có anh cần kề bên em, vẫn luôn tin rằng tình thank you.
Duyên ơi, biết bao chiều anh lặng lẽ cô đơn một mình nơi hoang vắng. Nhìn cảnh vật đổi thay khi ráng hồng tắt lăng, anh thầm mong được gặp một bóng dáng thiên thần. Em như con bướm trắng kinh nguyên làm anh sao đồng biết bao lần. Em thước tha đi giữa hàng cây rợp bóng, anh ngẩn ngơ buồn theo ngọn gió hắt hiu. Em đứng đó bên bờ sông em mà, anh ở nơi này nghe sóng vỗ trong tim. Rồi trong giấc cô miên anh bàng hoàng tự hỏi, có nên chăng khi thô lỗ lòng mình. Để đừng trở thành kẻ bội vong, dù nghịch cảnh nào mình cũng vẫn bên nhau mãi mãi. Em sẵn sàng chấp nhận mọi điều gian khổ, đời cũng anh rồi em không sợ bão giông. Lệ Quyên, anh yêu em rất nhiều, anh không thể sống thiếu em. Anh chỉ mong định mệnh đừng quá khắc nghiệt. Định mệnh? Phải, anh chỉ sợ định mệnh ganh ghét. Anh đừng sợ gì hết, dù cho hoàn cảnh khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ vượt qua. Chỉ cần chúng ta cố gắng tạo nên sự nghiệp thì cuộc hôn nhân của mình sẽ hạnh phúc vững bền. Chuyện không đơn giản như em nghĩ vậy đâu. Lệ Quyên, anh thú thật với em là anh đừng. Anh đừng nói gì hết á. Anh chỉ cần biết bất cứ hoàn cảnh nào, em em cũng là của anh. Quyên ơi, không hiểu tại sao tự nhiên anh thấy thèm được khóc. Anh phải nói thế nào, phải bày tỏ thế nào cho em hiểu lòng anh? Chà, đẹp mặt đẹp mày quá. Kìa, mẹ. Dạ, con chào bác. Con... Cậu nín đi. Tôi không muốn nói đến hạng người mèo mã gà độc như cậu. Quyên. Dạ. Đi về. Mẹ. Đi. Anh Phương. Đi về. Lệ Quyên. Dạ. Con có còn là con của mẹ hay không? Mẹ, lúc nào con cũng vẫn là con của mẹ. Quỳ xuống đó. Nhà này từ xưa đến giờ là một gia đình nề nếp. Con có còn nhớ không? Dạ nhớ. Nghe mẹ hỏi, và hãy nói thật, con và thằng đó đã làm gì? Dạ. Nói mau. Dạ. Dạ con. Con đến quán cà phê. Rồi gì nữa? Dạ. Rồi ra bờ sông. Để làm gì? Dạ. Làm gì? Dạ nói chuyện chứ có làm gì đâu. Không có làm gì hả? Không có làm gì mà ôm nhau. Tốt đẹp quá ha.
dám cả gan hò hẹn với trai. Nó tên gì? Dạ. Nói. Dạ Quy Phương. Con làm chuyện này từ bao giờ? Dạ. Bao giờ? Dạ. Dạ con quen anh ấy trong mùa hè vừa rồi. Ngày nào cũng hẹn gặp nhau phải không? Dạ. Phải không? Dạ. Dạ chỉ lúc gần đây thôi. Mỗi ngày gặp nhau. Gặp nhau để làm cái gì? Dạ. Dạ thì. Dạ. Sao? Dạ. Dạ cũng đi dạo chơi rồi nói chuyện không à. Nhiều chuyện nè. Chuyện gì mà ngày nào cũng nói? Chuyện gì? Dạ. Chuyện gì? Dạ chuyện tình. Trời ơi. Trời ơi. Thật là xấu hổ mà. Mẹ. Mẹ ơi. Con muốn được làm vợ anh ấy. Mày nói cái gì? Mẹ. Con muốn làm vợ anh Quy Phương. Mẹ ơi. Mẹ là mẹ của con. Mẹ nên hiểu cho con. Con yêu anh ấy. Con không thể nào làm vợ anh Đức Thắng được đâu mẹ. Tình yêu là cái chi mà con bi lụy? Tất cả là tại con nhiễm cảnh hôn thất trong phim. Đó là những thứ mộng mơ mà tuổi trẻ thường không thoát được. Kể từ hôm nay mẹ sẽ giam sát gắt gao hơn. Nếu không có lệnh mẹ thì không được ra khỏi cổng nghe chưa. Mẹ. Con phải ở trong nhà cho đến lúc thành hôn. Hạnh phúc cả đời con đã nằm trong tay mẹ. Con gian mẹ mở rộng lòng thương. Hãy nghĩ lại giùm con. Nói với con hết lời mà con vẫn ngu muội. Được rồi, dù ưng hay không ưng, mẹ cũng gả con cho Đức Thắng. Mẹ. Con gian mẹ. Mẹ ơi, xin mẹ hãy quý cuộc hôn nhân này đi mẹ. Thôi đủ rồi. Sĩ diện gia đình là trên hết. Con mà cãi lời bước ra khỏi nhà là mẹ sẽ đập gãy chân con. Nên nhớ, tất cả những gì mẹ làm chẳng qua cũng vì con mà thôi. Vì con. Vì con nên mẹ mới đem gả bán con cho một người mà con chẳng hề yêu. Một kẻ tâm tính bất bình thường. Nhưng nhà nó giàu, con không phải lo chạy ăn từng bữa. Chỉ có điều là nó không đẹp trai. Nhưng đàn ông mà đẹp trai liệu có đáng tin cậy hay không chứ? Mẹ. Mẹ hoàn toàn không hiểu con. Con không cần sang giàu tiền bạc. Con cũng không hề sợ gian khổ. Mà con chỉ cần một thứ. Đó là tình yêu. Tình yêu? Tình yêu à? Nó là cái giống gì? Có thể ăn uống hay mặc được không? Không được. Nhưng thiếu nó, cuộc sống của con người sẽ mất hết ý nghĩa mẹ. Có biết bao người đã sống mà nào có cần đến nó đâu. Nhưng thôi, mẹ không cãi lý với con nữa. Mẹ chỉ biết trên đời này còn có hàng trăm thứ quan trọng hơn. Đó là trách nhiệm. Trách nhiệm dưỡng nuôi dạy dỗ con đến ngày thành nhân chi mỹ. Mẹ. Mẹ ơi. Con không thể mẹ không tha thứ cho con nữa đâu mẹ. Dù mẹ giết con cũng chẳng đổi thay. Cuối sinh mẹ cho con giữ vẹn cuộc tình ép dầu ép mỡ. Mỗi lần
lời nói của con như mũi kim làm nhức nhối trái tim của mẹ. Trong dốc dáng con xinh tươi đẹp đẽ đã hòa chan biết bao giọt máu và tình thương của kẻ sanh thành. Mẹ trân trọng nâng niu con từ thuở mới lọt lòng. Mỗi khi trở trời trái gió, con ngâm đầu là mẹ thức suốt canh thâu. Mỗi tiếng khóc của con mẹ nghe ruột thắt lòng đau. Chạy lo thang thuốc mà chân không bén đứng. Tình thương của mẹ thì thâm sâu như vậy đó, sao con lại đành tâm làm cho mẹ đau lòng. Mẹ, mẹ ơi, con biết mẹ thương con nhiều lắm, nhưng con không thể dâng lời mẹ để lấy một người mà con chẳng chút mến thương. Con gian mẹ. Lòng mẹ đã nhất quyết, con đừng gian sinh vô ích. Mẹ. Dì ba đâu? Dì ba. Dạ. Tôi giao chìa khóa cổng cho dì. Nếu dì để cho nó đi cặp bè cặp bạn nữa thì dì đừng có trách tôi đó. Mẹ. Dì ba. Quyên. Dì ba ơi, con phải làm sao bây giờ dì ba? Quyên à, nín đi con. Con nín đi. Con khóc hoài vì đau lòng lắm. Rồi làm sao dì tính toán cho con được? Dì ba ơi, chị hai giúp con. Làm sao cho con gặp được anh Quy Phương đi dì ba. Dì nghĩ cách giùm con đi. Dì ba. Dì nghĩ ra chưa? Bây giờ thì chưa, nhưng rồi dì sẽ nghĩ ra thôi. Dì ba. Quyên à, nghe lời dì đi nằm nghỉ cho khỏe đi con. Để dì ra đóng cổng nha. Có chuyện gì không may xảy đến cho Lệ Quyên chăng? Lệ Quyên. Lệ Quyên ơi, đã mấy ngày trôi qua, anh đơn đau lầm lũi bước trên đường để trông chờ bóng dáng em. Trời cuối thu se lạnh cõi lòng. Sự đợi chờ và nỗi nhớ thương làm anh vẫn loạn tâm thần. Trời ơi, chuyện gì đã xảy ra? Lạnh dữ ra sao mà chẳng thấy dáng hình. Biết làm thế nào để gặp mặt em? Cánh cổng kia cứ khép kín. Phải tìm cho rõ nguyên nhân. Quyên ơi, em có biết anh đang tái tê giá lạnh, lạnh xa thân u cả tâm hồn. Dù bao gian khó chật chờ, anh cũng quyết tìm gặp em. Dạ, chào bác. Cậu là ai? Cậu đến đây có chuyện gì? Dạ tôi muốn gặp cô Lệ Quyên. Gặp cô Quyên hả? Dạ. Cô ấy đang... Mà cậu là ai? Dạ cháu tên là Quy Phương, là bạn của Quyên. Còn bác đây là... Tôi là dì ba của nó. Cậu là Quy Phương đấy hả? Dạ.
dì làm ơn cho con gặp Quyên. Cô ấy vẫn bình yên chứ, thưa dì? Yên sao được mà yên, mưa bão nổi lên ba đào dậy sóng rồi. Dì nói vậy là sao? Mấy ngày qua nó bị nhốt ở trong phòng và nằm khóc vùi, nhưng mà luôn gọi tên cậu. Trời ơi, khổ cho Quyên biết chừng nào. Cậu Phương, tôi hỏi cậu nè, cậu có thật lòng thương Lệ Quyên không? Dạ thương, thương nhiều lắm, thương hơn cả mạng sống của mình nữa. Thật tình tôi thấy cậu và cô Quyên đau khổ như vậy, tôi chịu không có nổi. Cho nên... Dì ba có cách nào giúp con không dì ba? Chỉ có một cách là trốn khỏi nhà này thôi. Nhưng mà cậu phải hứa với tôi là sẽ không ruồng rẫy cô Quyên. Cậu phải thương yêu lo lắng cho cậu hết lòng hết dạ thì tôi mới giúp cho cậu được. Dạ, con xin hứa, con xin hứa mà. Vậy cậu ở đây chờ tôi nghe. Dạ, con cảm ơn dì. Ơi là trời, sao tôi không chết cho rồi? Sao mà tôi khổ như vậy nè trời? Người yêu ơi là người yêu hỡi, người yêu hỡi. Thôi, cái gì vậy? Tự nhiên rồi đẩy xe rồi ca nhạc cái mặt kỳ cục vậy? Hả? Sao mới đi lại quay về lẹ? À, bộ tính nghỉ chạy hả? Ngày mai là tới ngày đóng tiền nhà rồi đó. Nghỉ luôn. Hả? Không thèm chạy nữa. Có chuyện gì mà buồn bực dữ vậy? Ai chọc cậu giận hả? À, hay là bị cô bồ cho ve rồi phải không? Đừng có hỏi nữa có được không? Trời, lạ lùng không? Cái con người chỉ biết cười mà khi rơi vào lưới tình ra là quay phắt 180 độ. Có bị như vậy mới thông cảm cho người khác chứ. Nè, đừng tức giận nữa. Nói đi, nói cho tôi nghe rõ đầu đuôi để tôi xem cậu sai hay là cô bạn của cậu sai. Đàn bà. Đàn bà. Đàn bà, chứ không lẽ đàn ông? Đúng là đàn bà có một cái gì đó khó hiểu nhất trên trần gian này. Lại nóng nảy nữa. Ai lỗi có người, cậu qua đũa cả nắm không có được đâu. Nè, phải cậu vừa cãi lộn với nàng không? À. Không. Vậy thì tại sao? Không biết tại sao bỗng nhiên cô ấy không chịu nhìn mặt tôi. Kỳ cục vậy? Nếu tôi biết tại sao thì đã giải quyết được sự việc rồi. Trời ơi, thiệt là đàn bà họ kỳ cục lắm. Đụng một tí là giận, đụng một chút là giận, không đụng tới cũng kiếp chuyện giận, hết biết luôn. Nhưng mà chuyện bắt đầu như thế nào? Đây nè, tôi nói cho anh nghe, đâu có cái gì đâu, gặp nhau cũng vui vẻ bình thường à. Rồi tụi tôi bắt đầu nói chuyện, đang vui bỗng cô ấy nổi giận, đột nhiên cô đứng dậy bỏ đi. Tôi liền chạy theo bên gốc, hỏi tại sao mà em giận em buồn. Nàng trả lời, nếu anh không biết thì tôi càng không tha thứ. Cậu thấy không, đàn bà thật là kỳ cục quá trời à. Anh nói chi tôi không hiểu được, nói chuyện gì mà nàng nổi giận. Hãy bình tĩnh nói rõ đầu đuôi. Bắt đầu thì chúng tôi kể vài câu chuyện của bạn bè, sau đó là chuyện Lệ Quyên sẽ kết với anh chàng Quy Vương ấy. Nói tới nói lui tôi hỏi mấy giờ rồi. Đã, tôi hỏi cổ mấy giờ, cái bỗng nhiên cổ nhìn sững tôi rồi hỏi đồng hồ đâu. Ý chết rồi. Cái gì ạ? Trời ơi, tôi nhớ ra rồi, tôi biết tại sao cô ấy giận tôi rồi. Tại sao hả? Tại vì nàng hỏi cái đồng hồ nàng tặng cho tôi đó à. Tại sao không đeo? Tôi thành thật trả lời là đã cho nó vô tiệm cầm đồ rồi.
Như vậy giận là phải rồi. Trời ơi, như vậy là tôi phải tới xin lỗi cô ấy mới được. Tôi đi nghe anh. Khoan khoan. Hả? Cho tôi hỏi chuyện này rồi ra đi. Chuyện gì? Trời ơi, nói mau đi. Ờ, hồi nãy cậu nói là biết chuyện của Quy Phương với Lệ Quyên. Hả? Phải không? Ừ. Bây giờ họ ra sao rồi? Nghe nói Lệ Quyên đã trốn nhà đi theo anh Quy Phương và đang sống chung ở một ngôi nhà mướn nào đó. Hả? Mẹ của cô Lệ Quyên á, quá xấu hổ với nhà Đức Thắng, cho nên đã tuyên bố từ con. Thật sự ban đầu thì mình không tin, vì Lệ Quyên là người đàng hoàng, nhưng đó lại là sự thật đó. Trời ơi, hai người đã chung sống thật sao? Chuyện này gần như ai cũng biết, nhưng phải công nhận họ xứng đôi lắm á nha. Nhưng mà tôi không hài lòng về chuyện yêu đương kia, với cách giải quyết của Quy Phương. Nếu hai người đã yêu nhau thật sự thì tại sao hắn không làm lễ cưới sinh mà hai người phải lén lút sống chung? Như vậy là hắn quá vô tâm, làm xấu hổ mặt mày con gái người ta. Theo tôi nghĩ, Quy Phương là người biết chuyện, việc cưới sinh sớm muộn chắc phải có rồi. Bởi hắn yêu Quyên bằng sự chân thật của con tim, nhưng vì hoàn cảnh nào đó nên mới làm như vậy. Còn mình thấy thì hắn chẳng thật tâm, làm chuyện gì cũng không rõ ràng. Sao chẳng quang minh chánh đại mà hành động, cứ ra mặt trình làng trước với mọi người, rồi sau đó làm lễ cưới cho đàng hoàng. Như vậy mới đúng là yêu thật và thật tâm. Chứ lén lút sống chung rồi á thì mai kia dù có làm đám cưới linh đình cũng mang tai tiếng nữa. À, hai đây chỉ là một thủ đoạn. Hắn muốn tạo sự kiện đã rồi để bên nhà của Đức Thắng từ bỏ ý định cưới Quyên. Dù thế nào đi nữa thì cách làm đó cũng không thẳng thắn. Theo tôi nghĩ thì chỉ cần hai người yêu nhau thật tình thôi, chứ ba cái chuyện hình thức kia nhầm nhò gì. Sao lại không? Hôn lễ là tấm lá chắn để bảo vệ tình yêu mà. Rồi họ sẽ làm lễ cưới với nhau thôi. Chắc không. Hãy đợi đấy, hãy chờ xem. Quyên à, sao em không nói gì hết vậy? Thôi mà đừng khóc nữa, đừng có buồn nữa. Em hãy tin anh, chỉ trong vòng một tháng thôi anh sẽ quay trở lại với em mà. Em hãy yên tâm chờ đợi anh. Anh để lại đủ tiền cho em chi dùng, đừng lo gì cả. Anh về thưa chuyện với cha mẹ xong, anh sẽ trở lại ngay. Lúc đó mình sẽ làm lễ cưới. Em làm sao vậy Quyên? Sao em lại khóc? Quyên à, em khóc hoài như vậy anh không thể nào yên tâm mà đi được. Em hãy suy nghĩ kỹ đi. Mình chỉ xa nhau có một tháng thôi mà. Phương ơi, thật tình em không hiểu. Em hoàn toàn không hiểu tại sao chúng ta không thành hôn trước, rồi sau đó anh đưa em về gia đình cũng được mà. Cần gì anh phải về đó một tháng rồi quay lên? Nếu cha mẹ không bằng lòng, Rồi không lẽ anh chẳng cưới em sao? Lệ Quyên, hãy tin anh. Anh về nhà lo chuyện cưới xin, em chớ nên nghi ngờ mà lòng vướng thêm sầu tư. Anh muốn em trong ngày vui rỡ ràng. Cha mẹ già ngóng trông chờ tin, cầu hiếu thần
tròn mới yên lòng anh. Duyên trước mai quan trọng, đâu thể cứ hành đơn sơ. Như thế anh phải về, toan tính cho vui lòng mẹ. Chuyện không may khi anh trở về quê cũ, rồi ngày lại ngày qua ở nơi đây một mình em âu sầu u rũ. Lặng đêm thời gian mà ôm ấp chuyện làm sao biết chắc buổi trùng quá, khi đời rất đổi vô thường. Anh đi rồi để lại đây một trời thương nhớ, anh đi là mang cả hồn em. Vắng anh rồi cuộc đời này không còn ý nghĩa, anh đừng để em mỏi mòn cô độc. Mình chưa là chồng vợ nhưng đã trao thân thề sống chết trọn đời. Em đừng lo sợ gì cả, sẽ không bao giờ anh phụ bạc em đâu. Vì thiếu em, cuộc đời anh cũng thành vô vị mà. Nhưng không hiểu sao em vẫn lo sợ anh. Mình sẽ mãi mãi bên nhau đón ngày nắng đẹp mây hồng. Anh là kẻ từ đỉnh cao cô độc rơi xuống biển tình suy dài đam mê. Lời ước hẹn trăm năm nguyện giữ vẹn câu thề, bóng hình em suốt đời không phai nhạt. Chẳng có trợ lực nào ngăn cách, dù biển cả non mòn vẫn một dạ thủy chung. Tình chân thành ai lại sợ bôi phai, vàng đúng tuổi của xa về lửa đỏ. Tất cả vì em anh quyết sang bằng biển như mang trái tim yêu xây đắp một lâu. Em tin anh, nhưng mà anh phải viết thư cho em đó nha. Dĩ nhiên rồi. Anh hãy ghi cho em địa chỉ ở đó để em viết thư cho anh ha. Được, anh sẽ cho em địa chỉ. Nhưng mà nếu không cần thiết thì em đừng viết thư cho anh. Tốt nhất là em đừng có viết, vì biết đâu khi về tới nhà anh chỉ nói vài câu hay là dặn dò đôi chút rồi anh trở vào đây ngay sao? Nhưng mà dầu gì anh cũng phải cho em địa chỉ chứ. Được thôi. Nè, một ngày không có anh em sẽ rất nhớ. Em sẽ không ăn không ngủ yên được. Anh nhớ như vậy á, rồi không có nên ở mãi nơi đó. Ngày ngày em sẽ ngồi bên khung cửa chờ anh đó. Lệ Quyên, hãy chờ anh. Dù hoàn cảnh nào anh vẫn mãi mãi yêu em mà. Thank you.
bỗng dương ngả về tây, gió rì rào lãng du cõi lòng ta. Này người yêu dấu ơi, tình từ bao kiếp qua mãi mãi sẽ chẳng không xa rời.